chào. Dạ xin chào quý cô chú anh chị. Dạ xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay vui lắm được gặp bác Cầm bằng người thật việc thật. Ngồi nhậu với bác là vui hơn nữa, đúng không bác? Xin giới thiệu, có ngày mày dặn volume lên coi. Ủa volume? Không rồi, để cái xương ra mình biết. Không cần. Rồi bác ơi, đám người con rồi đó bác. Chút xíu đi. Xin giới thiệu, đây là anh cháu Trương Hiền Chánh Thiện. Dạ Chánh Thiện cũng là trong cái làng coi như là văn nghệ của nhà thấy cái gì chà, trung tâm văn hóa. Dạ, dạ. Nói chung thành phố hả? Dạ thành phố Thủ Đức. Chánh Thiện đạo diễn phải không? Dạ đạo diễn. Đạo diễn trung tâm văn hóa thành phố Thủ Đức. Rồi con giới thiệu đi, tự giới thiệu đi. Con là Lâm. Lâm gì? Lâm dạ, gì? Dạ. Đừng nói Lâm Thọ Hải nghe. Dạ còn hơn nữa bác. Cái này hơi khó lắm. Bây giờ mình dạ. Vừa nói vừa ăn được không bác? Được, thoải mái mà. Rồi đang giới thiệu đi, trong lúc đó anh ăn, ráng đi em. Ăn đi. Em cái lý do mà lai hôm nay thì Khánh nghĩ mình nhà dạ. Thì cũng thấy bác đi lên tơ hoài và bác không thích vô nhà ăn chơi cái màn như hoàng hồ vỉa hè. Dạ với lại bác có biết bác gần về rồi dạ. Giao lưu thì rất là vui dạ. Khánh Nguyễn thì chơi với bác cũng rất là lâu rồi đó, thì thích thú với cái chỗ mà cái khung cảnh rất là bình dân, người ta không khoái vô nhà nghỉ gì đâu dạ. Hôm nay hôm trước con hẹn đúng bắt rất là nhiều lần dạ, đúng rồi. Không bận quá chứ thì con không có dạ. Quay nhá, quay phim rồi làm con đi tùm lum hết trơn rồi, bận quá dạ. Ok thì bữa nay gặp mặt rồi thì ok con chào con dạ. Rồi chào dạ. Em nghe dạ. Rồi, dạ. Dạ. Ở đây giao lưu các bạn dạ. 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 Bác vô ha dạ. Bây giờ vui quá ha con, vui hai con. Ủa những người mà bạn của bác trên Facebook hay xem bác livestream là hay ở Việt Nam hơn ở Mỹ? Tụng lúc ai nói ý mà nó anh với em là đứng đi chốt nhậu rồi đó làm đi đi ra rồi đúng rồi đúng rồi cho ta để đĩa không có cái rượu đông trùng hạ thảo uống vô ai rồi cũng bị gọi tên thôi nhưng mà biết không uống mình buồn uống mình uống vô á không ai uống mình được hết trơn chứ bác nghiện nữa ở đây nghiện nữa chủ nghĩa cả ê hề từ bình này qua bình kia con không gặp chữ nếp mà bà nên ra uống mình dạ uống mình còn bình kia vô vậy đó có nghĩa là rượu uống được rồi dạ đúng nhưng mà nè nói sẽ bánh bào bạn ngàn ly con trai đó dạ, đúng mình lại có nhiều nhà muốn vô không ly rồi muốn xỉn mẹ rồi bởi vì sốc nói là tao đúng không, đúng không có một cái gì gọi là không có trùng tần số không có trùng tần số đã, vậy. Rồi nhiều khi ngồi im ru á uống mà mau sai lắm mà con đã từng chứng kiến cảm năng Thánh vui mà uống rượu của bác uống vượt chỉ tiêu luôn. Bác biết cái con sư tử bị sư bò thấy giờ cái mày nó phun gì ạ nước nó phun nước rồi anh Khánh tái diễn lúc uống rượu xong Khánh tái diễn y chang rồi nó kiểu tình người yêu nữa rồi vui thì đó Việt Nam cộng sản các con có muốn hỏi gì bác không ví dụ nói về con thì con luôn theo dõi bác con quá hiểu về bác rồi nhưng mà hôm nay là được nói chuyện trực tiếp nè rồi bây giờ cho con hỏi lại một cái điều mà con nghĩ là con hỏi con biết câu trả lời luôn rồi đó con vẫn phải hỏi nha vẫn phải hỏi nếu như được lựa chọn cái cuộc sống mà nhìn chung nó hài hòa đó, thì ở Việt Nam và ở Mỹ bác chọn ở đâu để bác cảm thấy bác thoải mái và happy nhất để trả lời câu hỏi con 100% đồ đó chọn ở Việt Nam gì vậy. Ủa sao con nghe nói nhiều người nói là ở Mỹ sống tốt rồi mọi thứ đều tốt hết hả bác? Con này tâm học nước Mỹ đã văn minh hoặc là đi trước chúng ta vì với sự siêu việt của chúng ta dạ. Từ 1954 tới giờ là từ viết chấm dứt điều gì thế giới thì Mỹ chưa bao giờ có chiến tranh dạ. Nước chúng ta là chiến tranh quá nhiều và đã chỉ có những lúc sau này thôi nói một cách không phát triển ta
tay là mấy anh đâu dạ yeah. Thì mình nên đừng nên so bì cái điều đó dạ yeah. So bì với nước Mỹ thì cái nước Mỹ á đã là công nghiệp quá dạ yeah, đúng rồi. Mà nước mình thì chưa là cái gì cả, mình chưa phải là ngưỡng cửa công nghiệp công nghệ gì cả. Ở đây mình muốn nói điều này, khi công nghiệp quá của loài người đó, mà nói chung loài người thì công nghiệp không còn hấp dẫn nữa, mất luôn cái ngoài cái công nghiệp ba chỉ giúp làm và làm robot. Ở đó họ không có việc, họ không có bạn bè má, bởi vì công việc nhìn con gương mặt bé như một thằng bái mà nói hôm nay là ở nước Việt Nam một cái thôi, mặc dù ông ở ốc giọng nói tự nhiên một cái thôi, một cái gì đây thằng ấy quê ta đang ở trong thân cực mấy đứa nhưng bạn nó lại không có mấy bé quá dạ ok mà ý của bạn là bé ở đây nó vẫn được không nó vẫn còn có những cái chứ nó mới thành một cái cái anh bạn có các cái như vậy anh thề khi công nghiệp quá con người lên mới đến mức độ tổ nàng nhanh quá bốn con này bắt nó không phải là ở con người nữa, thậm chí trong gia đình nó cũng công quá luôn. Như vậy nè, có cái đơn giản như nó làm riết các con người ta máy móc. Có nghĩa là anh và tôi nó có một sự sòng phẳng tuyệt đối. Bác có nhà, để con biết. Hai vợ chồng người Mỹ đi vào ăn một cái nhà, của anh. Nhưng hai người bị mất cơ thể ra sao? Tôi đã anh trả lúc đó có người vợ chồng nó không phải là một nữa mà là làm hai, vậy là họ sầm thẳng từ vợ chồng luôn ủa tình cảm vợ chồng luôn một khi và thậm chí nhiều khi chúng muốn một khi những cái người mà coi như chỉ muốn mỗi người giàu khó họ làm hôn nhân quan trọng là chúng họ làm hợp đồng hôn nhân đây hôn nhân và một nó không giống như sống giữa mình được tao đấy mày tao đâu có có ai nghĩ cái chuyện mày rồi của cải sau này có mày thì tao nghĩ gì nữa đâu kêu thằng Mỹ mới nghĩ yeah. Thế rồi đó là cái mà ý muốn nói là nó sẽ mất dần cái tình cảm và người ta là, nó không còn cái kiểu là tình cảm kiểu mà yêu thương đồng loại nữa, còn là những chuyện trên báo chí thì chi làm từ thiện mình làm quà là bóc phét nó không yeah. Có cái gì đâu. Lưu Hồng Lý anh chàng đó nó yêu thương ở Bắc Giang nhưng mà không đúng có rồi. Thời gian để mà đi ra ngoài đi tiếp cái gì cho đủ. Anh có nhắc tới cái lòng tự tôn của dân tộc thì con thấy như thế này nè, nếu mà nói về lòng tự tôn dân tộc thì nếu mà nói so với nước Mỹ thì nước Mỹ bỏ đi tại sao bây giờ con nghĩ nha, bây giờ nhắc tới điều này nói một cái tin tức mọi người cũng cập nhật cũng nóng bỏng ngay thời điểm chúng ta đang ngồi đây thì cái diễn đàn liên quốc Việt Nam mà ta không có giấy quá trời được bầu cử anh lên ngồi đó là cái chỉ số anh ơi lúc nhà của em được chào vợ nha vợ thì có một số người không thích Việt Nam một không có thiện cảm của Việt Nam cho đến có những đài gọi là sợ thiện đài không thiện cảm Việt Nam mà không bật đấy nó chuyển đổi như là đầu tiên trước khi Việt Nam mà được trúng tuyển nó sẽ chửi bới những thứ này tại sao vô nhá cái gì mà khi mà được trúng cử rồi chung chè bắt mái anh biết làm gì hết anh bó tay rồi bắt đầu anh biết lợi dụng đó bị gài bẫy trong bẫy cái đồ mới buộc cái gì nói cũng cái gì nói cũng được con về hả ok tôi con về ok rồi cảm ơn con nghe được ok anh Cường tốt anh bạn Chiến mới vừa chia tay mai sinh nhật con Cường con tụi người thầy như vừa nè đừng có mở volume lên đóng volume là tắt đi em đâu rồi ok có cái nào mở đây không nó nói tiếng vọng kìa không gì cả tiếng vọng là có một người là mở máy lên không máy đó ok vậy không giờ nghe được chưa có cái gì nè nó lợi dụng người đó nó có nói câu này nè biết rằng Việt Nam không có nhân quyền mà đã lỡ trúng rồi thì Việt Nam sẽ coi những cái điều khoản đó để mà học tập và cái buồn cười đừng có nói buồn cười cho là cái chó gì đó cũng được cái điều khổ bác không lấy làm lạ gì nữa đâu bác không lấy làm lạ gì đó nhưng mà bác thấy buồn cười ấu trĩ và bác yêu đúng nếu cái thế giới này đó thì Việt Nam mình ông nội của những
người ta dẫn chứng cho mày cái điều đó ở nước ngoài hoặc ở những người biết đối với người dân họ hai thằng đó anh dân chứng của thằng nước chắc chắn anh đụng không bao giờ dám những cái mà coi như là cộng bị lò láo sửa hay là những cái mà là thả thứ anh có cái gì chuyên án hay chuyên gì gọi là chuyên đề chắc luôn rồi dám nói không chú bó chú Cầm Nguyễn đây chào anh chú hiện tại đang ở rất gần ở đây nhưng mà có lẽ là mình có lẽ chú muốn ra được đâu chú coi được rồi không sao ra ngồi đây một tí không chú rước con đang không rước bước xuống kia nhà con đang rước liền bao nhiêu phút em nói đi bao nhiêu phút chú xuống tới cửa nhà chị 30 phút rồi ok tới luôn nè lý do vì sao mà họ tiếc đó đó cái ý chung đó cái nội dung đó dạ. Họ họ cái mà họ không làm ra dạ. Nó buồn cười chứ nó buồn cười chứ vì cho ra chuyện mà chính bây giờ nhưng mà cái đó là có một sự cố rồi ông cha ta coi là ông nói ôm mà không đi tao á đủ má dưới đứng tao đủ 200-300 thằng nó một cái là làm bọn nó chết mẹ luôn đủ ổng cũng là hướng lên nước Mỹ. Dạ đúng. Thì thằng con hết ủ hồi đó cha tao ngon làm tỉnh trưởng tới giờ rồi mà tao thanh vàng má gãi thì đúng lên. Tại bị là tại bị rằng thì là mà ghét thì chồng. Dạ. Bị ghét gì? Tao thích ghét. Lý do tại vì ghét. Tao muốn ghét. Không hiểu lý do. Cứ là ghét bừa. Cứ là ghét mày luôn. Cứ mà ghét thích là ghét. Đâu không hiểu cái gì. Ghét là ghét. Cái thành phần nó giống gì nào? Cười á. Giống như những đứa con trong gia đình đó bác. Đúng rồi. Lớn lên không thành công đổ thừa cho cha mẹ. Đúng rồi. Vậy đó. Rồi sinh viên đi học mà học có dốt có ngu đổ thừa cho giáo viên. Rồi một công dân mà lớn lên thất bại vào các kiểu là đổ thừa cho chính phủ. Nó bộ lắm. Ở đây có hàng ba. Ở đây có hàng ba gì? Thì cái thằng cha mà bán ở chỗ nhà dọn ra bán quá mệt. Bóc đường cấp nghiêm đâu. Đúng không? Thì hôm đó có một xe chạy dọn lên con dẹp lòng đi đường chưa lòng đi đường cho khách bộ hành ta đi đi qua không nói dẹp xong dọn ra thì đi lại hốt ghế có làm chửi chửi
về gym mà anh không ngồi 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 nữa. Trời ơi. Làm như còn không mọi người đang like ngon lành thì nó cái điện thoại nó gửi liên tục vô, xin lỗi mọi người nha, thôi kể đi, mình nó đang chuyện nó chứ, mình nói chọn cái câu chuyện mà họ hận thù Việt Nam đi. Dạ. Bác là người chế độ cũ, những nói những người chế độ cũ thì Tăng đã từng nói rất là lâu rồi. Nè, 75 á, ngày 34 á, có một số người đó là tướng lãnh. Dạ. Con phải hiểu là bị nặng mình chiến chính anh chị, có nghĩa là chiến anh chị tâm lý chiến á, nghĩa là họ sợ bị trả thù. Dạ. Đó, thành ra cái chuyện tướng tá thì ông thị đi thì nó mình không bàn cãi nữa. Dạ. Không bàn cãi nữa. Nhưng mà sau cái đợt đó, con phải hiểu là cả triệu quân nước Ngụy vẫn còn. Dạ đúng rồi. Và 1 triệu lính quân lính Ngụy ngay tại thời điểm này vẫn còn đồng hành với nhà nước, đồng hành với dân tộc, vẫn sinh con đẻ cháu, vẫn có những cái bà hầu như là cùng dân tộc để mà đi lên. Yeah. Họ không bao giờ nghĩ cái chuyện mình phá hết trơn. Thế có ai phá không? Tới 1 triệu quân lính mà. Dạ đúng rồi. Ta thấy ta đi rập toàn là dân mà cựu chiến binh Việt Hòa nhiều lắm. Đúng. Mà bây giờ là con nè, cháu ngoại nè, cháu nội là có nhiều ông bà ra ngoài 90 tuổi rồi có nhiều người mất, có nhiều người sống mà họ rất ư là bình yên, họ chẳng có vợ đấy. Đó là thành phần đại đa số, còn những thành phần gọi là thiểu số là chạy ra nước ngoài. Rồi xong bắt đầu truyền bá những cái tư tưởng phản động về lại con cháu đem về chửi bới. Mong có ngày phục quốc hả? Mong có ngày phục quốc. Đó là kỳ vậy. Đó là cái chuyện thật của xã hội mình, lịch sử chứng minh rồi. Nhưng mà mình nói cho cùng, Việt Nam mình không biết nghe, không sợ. Bởi vì Việt Nam mình thường thường ta làm đúng mà ta không có sợ ai cả. Tao thanh thiên bạch ta phải làm đúng mà ta không có sợ ai. Đó là cái điều chắc chắn để được. Và bác hài lòng là ở chỗ Việt Nam mình càng ngày càng vươn xa, thế thôi. Dạ. Chứ bác thấy một thời gian bác xa Việt Nam bác quay là bác thấy quá ngờ, bất ngờ. Có xe thắng được chơi gì.